Yo, no way. You have another hand behind you. Gọi video với người lạ, chàng trai vô tình tìm được chân ái đời mình. Theo đó, trong khi đang sử dụng chương trình gọi video với người lạ, chàng trai đã vô tình kết nối được với một thanh niên khác. Mở đầu câu chuyện là sự tinh tế của anh thanh niên khi đã chú ý tới bàn tay giả được để sau lưng của chàng trai. Yo, no way. You have another hand behind you. Yeah, man, like I have that one there. I need it, bro, you know. Sau vài câu thăm hỏi thì anh thanh niên biết được chàng trai bị mất một bên bàn tay và phải nhờ đến công cụ hỗ trợ. Thế nhưng bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Yo, no way. Yeah. I need it. No. There's no way. Bro, high five, man. Anh thanh niên sau đó cũng đã khoe cánh tay bị khuyết mất bàn tay của mình cho chàng trai thấy. Sau khoảnh khắc định mệnh ấy, cả hai anh chàng đã vô cùng sung sướng, thậm chí còn chơi trò đạp tay với nhau như vừa tìm được tri âm, tri kỷ trong cuộc đời. Hình ảnh lạc quan đến hồn nhiên của hai anh chàng đã góp phần truyền năng lượng tích cực đến cho rất nhiều người sau khi xem qua đoạn clip. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.